cô chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Lan Thái miền Tây. Thấy Lan đang xấu xấu gì á, nhìn tưởng đâu là bánh xôi ha, không phải, đây là cái bánh tiêu có nhân sầu riêng rất là thơm ngon mà đặc biệt lắm, làm lại dễ, bánh lại ngon, phồng xốp và bên trong có ghẻ tre. Đây Lan chiên nè, cái này là cái cuối cùng luôn, rất là ngon ha, nó phồng lên như thế này. Rồi bây giờ mình xối lên, thấy nó vàng rồi, mình ngưng lại, mình dùng đôi đũa mình sẽ chở bề. Đây cô chú anh chị em và các bạn nhìn thấy cái độ phồng của bánh tiêu á, rất là ngon ha. Nếu như thấy có thích bánh này thì cùng vào bếp làm chung với Lan ngày hôm nay. Lan mời cô chú anh chị em và các bạn xem qua, trên đây là những cái thành phần nguyên liệu để Lan làm ra được cái chiếc bánh tiêu nhân sầu riêng thơm ngon mà dễ làm cho gia đình của mình. Ngày hôm nay Lan sẽ sử dụng là men nở, mè cũng như dầu ăn và sữa, bột mì đa dụng, sầu riêng. Rồi bây giờ trước tiên thì Lan sẽ đem đi pha cái phần bột. Với công thức ngày hôm nay Lan lấy là 600g bột mì đa dụng, bỏ vào trong cái gây gỗ, cái gây này mình rây ra cho nó mịn, nó nhuyễn. Rồi bây giờ Lan sẽ tạo thành một cái lỗ hổm để Lan bỏ cái phần men nở vào. 600g bột mì đa dụng Lan cho là một muỗng canh men nở, lưng thôi nha các bạn, đừng có đầy dung nha, lưng nè, bỏ vào đây. Kế đến là 50ml nước sôi nguội, sôi nguội mà mình uống để ở ngoài á. Rồi bây giờ Lan sẽ chế vào trong này. Chế hết. Trong này có 180g đường, Lan sẽ lấy ra một muỗng cà phê bỏ vào trong cái thao bột này, còn lại chút xíu nữa Lan sẽ bỏ vào trong sữa. Rồi, Lan sẽ để ra ngoài khoảng 5 phút sau Lan sẽ trở lại. Bây giờ Lan sẽ làm cái phần nước. Thường thì sữa Lan để tủ lạnh cho nó lạnh, cho nên bây giờ Lan sẽ nấu lên. Lan cho vào đây là một nửa muỗng cà phê muối. Phần đường còn lại đó, 180g đường còn lại nè, bỏ vào hết. Lấy 350ml sữa. Sữa này là sữa không có đường. 350 ha. Bỏ vào. Sau đó mình bắt lên bếp quậy cho đường nó tan, cho nó ấm đi cái phần sữa. Sau 5 phút rồi, bây giờ Lan trở lại cái thao bột. Cái bột nở nó cũng nở lên nè cô chú anh chị em và các bạn. Mình đổ nước nhẹ nhẹ vô tự nhiên nha, nó sẽ nở tự nhiên. Rồi bây giờ Lan sẽ trộn đều lên cái phần này. Đẩy sang qua một bên. Đây là cái phần sữa với đường và muối đã nấu. Thì các bạn không có đồ đo nhiệt độ thì mình gờ như thế này, gờ cái tay mình gì, mình chịu nổi là được rồi. Còn bạn nào có nhiệt độ thì mình đo nha. Đang để ngược. Đây, nó là khoảng 40 độ C nha. Rồi, chế nó vào. Chế vào chính giữa. Chế hết luôn. À, cái phần đường nó chưa có tan hết nè cô chú anh chị em và các bạn. Thì là cái ấm ấm là được rồi. Rồi bỏ hết nha. Sau đó mình dùng cái cây này mình khuấy cho nó đều lên. Rồi lấy cái nắp đậy lại. 20 phút sau Lan sẽ quầy cho lại. Lúc đó mình mới đem đi trộn, đem đi nhồi. Còn bây giờ không có nhồi luôn. Đừng có nhồi lúc này, rất là khó, nó bột nó rất là mềm. Kiếm nắp đậy lại nha. Lúc này thì Lan sẽ cho 2 muỗng canh dầu vào.
sau đó mình đem đi nhồi lên, trộn lên. Thật ra cái bánh này cũng không có nhồi nhiều nữa, mình chỉ trộn trộn cho nó đều, rồi lại lấy nắp, lấy bọc đậy lại thêm khoảng 2 tiếng đồng hồ. Với nhiệt độ ở ngoài nhà của mình không cần phải ủ rất là lâu, chỉ cần 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thôi. Cái bột nó nhão như thế này ha, trộn lên khoảng 5 phút. Sau 2 tiếng rồi, bây giờ Lan trở lại, Lan đem đi vo viên và cán bột. Bột nó nở rất là tốt luôn. Mình dỡ ra nè, mở ra các bạn làm cho nó xẹp xuống nha, giống như mọi khi Lan làm bánh mì ngọt cũng như là bánh bao á, mình cho nó xẹp xuống trước. Đây, cho cô chú anh chị em thì các bạn nhìn thấy ha, nó có rất là nhiều ghẻ tre luôn nè. Đồng thời mình chuẩn bị luôn là cái phần nhân nè, nhân là nhân sầu riêng đó, mình chỉ lấy ra rồi lấy hột ra là vậy là được rồi, rất là ngọt luôn, cho nên mình không cần phải ngào lại. Sữa, mè, mè này Lan chưa có gan rồi, ba phần này mình để sang qua một bên. Cái mâm thì các bạn bỏ lên, bột mì đa dụng mình gắt lên để mình vo những cái viên á, bỏ nhiều nhiều lên cũng không sao hết. Đó, chảy ra. Cái tay mình cũng rửa sạch sẽ rồi mình thoa bột lên ha. Sau đó mình lấy mấy cái khối bột ra nè, nhồi lại cho nó xì bớt cái những cái bọt khí á. Đó, Lan nhấn như thế này đè cho nó đều, để hôm mình không làm vậy á thì cái bánh của mình có chỗ á, thì nó chống, có chỗ thì nó ruột không á. Sau đó mình cắt ra từng viên bột mà mình thích. Bạn có thể là đem đi cân hoặc là mình nhắm chừng cũng được hết. Lan thì Lan sẽ đem đi cân, mỗi một viên như vậy khoảng 100g. Lan lấy ra mỗi một cái bánh được 100g rồi, nó như thế này ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cho cái nhân vào trong này như thế nào. Đánh một vòng lại. Tay các bạn lúc nào cũng cho bột á, đừng có dính ha. Rồi, chỗ này mình sẽ cho nhân vào thôi. Khoảng một muỗng cà phê. Ém nó vào. Hôm nay Lan sẽ làm hai loại luôn, một loại là có nhân sầu riêng và một loại không có nhân. Có bạn ăn, có bạn không ăn nha. Tấm lại. Dính cái tay mình thì mình lấy giấy mình chùi đi. Tấm lại rồi á, bạn xiết lại như thế này ha. Mình sẽ nhúng qua sữa nè. Cái này thì Lan đã có chia sẻ rồi, nhưng mà để Lan làm lại cái video này cho những bạn nào chưa có xem đó thì sẽ coi. Đây là một trong những cách làm cho cái mè mình nó dính mà khi chiên nó không có rớt xuống trong cái chảo của mình. Lan chưa thấy ai chia sẻ luôn á. Nhúng giờ và qua mè nè. Rồi, vậy thôi. Đó, dính luôn ha. Rồi mình để sang qua một bên. Sau đó mình tiếp tục. Lan sẽ làm một cái là mình không có nhân nè. Không có nhân thì nó đơn giản hơn. Bánh này hơi lớn là mình cắt bớt ra. Chỉ đánh chéo là nhẹ nhàng thôi, đừng có xếp quá trời chặt luôn thì một hồi nữa mình chiên nó không có nở ha. Rồi, Lan thí dụ như vậy nè. Đó, sau đó mình nhúng vào sữa nè. Nhúng sát xuống. Qua mè. Rồi vậy thôi, tiếp tục. Mình vo viên xong rồi, lấy cái khăn đậy lại. Đậy lại trong vòng 20 phút. Ủ lại lần thứ hai 20 phút. Bây giờ bắt đầu Lan sẽ đem đi cán bánh. Thì cái dở ra, cái viên nào mình để vô trước thì mình lấy ra trước. Ở đây mình cho bột lên. Rồi viên kia thì mình đậy lại. Mình sẽ cán từng cái và đem đi chiên. Chứ còn các bạn cán hết để vô dĩa, hồi mình lấy lên nó bị bể á. Cán nhẹ nhàng thôi, từ trong ra ngoài. Một cái, hai cái, thêm cái nữa nè. Rồi mình đẩy ngược trở lại.
Như vậy là xong rồi. Chở qua cái chảo dầu nha. Chảo dầu lên, mình mở lửa hơn trung bình. Nếu như nhà bạn nào không có cái cây đo nhiệt độ, còn nếu như mình có thì mình sẽ bấm lên mình đo. Mình lấy cái nhiệt độ F, độ C chứ, cho dễ, cho cô chú anh chị em và các bạn dễ nhìn. Là cái nhiệt độ C mình cần là 180 độ C. Bây giờ nó hơi cao, Lan sẽ bớt xuống chút xíu. Rồi mình đợi tí nha. Và Lan sẽ chiên thử một cái, coi cái dầu mình nó có nóng chưa. Nhưng mà bây giờ Lan thấy là cái nhiệt độ dầu nó nóng rồi đó. Mình cán mỏng nè, để bánh vào. Đợi cho bánh nổi lên rồi mới được chở. Bạn có thể dùng đũa nè, hai chiếc đũa mình chở. Nhấn nhấn, chở qua, nhấn nhấn. Mình có thể sử dụng bằng hai chiếc đũa. Hoặc là lần trước Lan có chia sẻ là mình lấy cái giá á, mình xối dầu vô đều được hết. Cách nào cũng được hết. Miễn sao các bạn chiên mà thấy nó dễ, nó tiện là mình cứ việc mình làm ha. Rồi mình chở qua cũng được nữa nè. Cái nhiệt độ nóng của dầu rất là quan trọng. Bánh này cái đầu tiên là vẫn còn nóng nè. Chút xíu nữa các bạn chờ, bớt lại chút xíu. Chỉ cần 175 đến 180 độ F thôi. Đó, nó phồng lên ha. Mình nhấn xuống nó cứ nhồi lên hoài nè. Rồi trở về. Quá trời đẹp luôn. Đang chiếu gần lại luôn nè. Đây là cái bánh tiêu không có nhân sầu riêng. Sầu riêng Lan sẽ chiên sau. Vì cái chảo này mình chiên mà sầu riêng trước á, thì có bạn không ăn. Đó, màu rất là đẹp ha. Màu ưng ý rồi thì mình sẽ vớt ra. Nó phồng, cái độ phồng nó lên nè. Đó. Ngon ha. Rồi Lan sẽ vớt ra. Bây giờ ta tiếp tục chiên cái bánh mà có nhân sầu riêng. Chiên nãy giờ thì cũng gần xong rồi. Đây là cái bánh có cái sầu riêng nằm trong này. Cái bánh này thì Lan sẽ dùng bằng cái sạn, Lan sẽ xối lên. Thì cô chú anh chị em và các bạn nhìn xem hai cái nó khác nhau chỗ nào ha. Mình xối lên như vậy thì chút xíu nó cũng sẽ nổi lên thôi. Còn mình lấy đũa mình đè đè nhấn nhấn xuống thì cũng được, cách nào cũng được hết. Vậy thì cái bánh cái ở trong đó, nó chín đều hơn. Đó, sắp sửa nở lớn luôn rồi đó. Lúc mới chiên đây thôi mà nó đã thơm rồi cô chú anh chị em và các bạn ơi. Mình có thể ăn bánh không cũng như là mình bỏ sầu riêng hoặc là những cái loại nhân khác. Rất là dễ làm ha. Nó phồng lên to luôn rồi đó. Mình tiếp tục mình xối cho nó chín hẳn ở phía ra dưới. Và sau đó mình hãy dở lên. Rồi Lan thấy nó nở quá rồi, bây giờ Lan ngưng nha. Lan sẽ dùng chiếc đũa Lan chở bề cho cái bề mè này nó chín nè. Đó, đẹp chưa? Coi cái độ nở của bánh tiêu nè. Đó, nó phồng lên như thế này ha. Ngon lắm luôn cô chú anh chị em và các bạn ơi. Chiên một lúc thì bánh tiêu của Lan cũng đã chiên xong rồi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cái nào cũng như cái nấy, phồng to, không có bị xẹp. Cô chú anh chị em và các bạn chiên xong mình để rời ra thì cái nào nó như cái nấy, phồng ha. Đặc biệt phía bên dưới nè, không có bị dính dầu gì hết. Lan chà cái tay Lan nè, không thấy dính dầu ha. Rất là khô luôn, ngon lắm luôn. Giờ mình bẻ ra một cái nha. Đây, cái bên đây đi. Đây, khô gan ha. Bẻ ra bên trong nó như thế nào. Rỗng ruột ha. Bột là chín rồi, rất là ngon luôn. Thơm lắm cô chú anh chị em và các bạn ơi. Làm món này cho gia đình mình ăn nha.
Ngày mới Lan chúc cho cô chú anh chị em và các bạn luôn luôn có nhiều món ăn ngon và mạnh khỏe. Lan cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã theo dõi hết video của Lan rất nhiều. Lan tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.